có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà đây 7 tháng 25 ngày chúng con vắng cha
từ đây là thánh của chùa đã định. Hôm nay đoàn chúng con về đây chúc hết được ông và cha cũng như tất cả câu lạc bộ môn của giáo sư Tác Xuyên cộng đoàn, và chúng con được xin có lời kính chào cha và cộng đoàn giáo sư Tác Xuyên một lời chào trân trọng, đoàn kết yêu thương, xin một lời tạ. Trong kính cha từng chế sứ giáo sứ của chúng con, kính thưa hội đồng phục vụ và cộng đoàn giáo sứ Tác Xuyên, kính thưa đoàn giáo sứ của chúng con lên đón cha. Thật là một ơn ân xin Chúa đã ban cho giáo sứ chúng con hết lần này đến khác, mặc dù trong thời gian vắng bóng thủ trăng, nhưng được biết cha và cha quản hạt xuống xe đã cử hành điều các cha về dân thánh lễ trong thời gian trăm ngày liên tục. Cha bạn, cha giáo trong ngoài giáo, trong ngoài giáo phận đã về dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, cầu nguyện cho cha, cho quý chúng con rất long trọng cơ sản. Đến khi qua trăm ngày thì đức cha bổ nhiệm cha giáo cho anh kim lý thứ văn về phụ trách thứ năm chủ nhật, cha phó thì thánh Sa Châu phụ trách thứ bảy, nên chúng con hàng tuần cũng có lễ bình thường. Kính thưa cha, kính thưa toàn thể các quý vị, chúng con biết rằng đức cha đã giáo phận đã thương giáo xứ chúng con mà đã bổ nhiệm cha về để coi sóc đoàn viên giáo xứ chúng con, để cha giáo huấn củng cố đức tin và phát triển giáo xứ chúng con ngày một thăng tiến. Chúng con trước khi mà chúng con tiếp được cha về thì chúng con xin được kính chúc cha tràn đầy ân sủng tinh thần để cha dồi dào sức khỏe, chu toàn sứ mệnh để cha lãnh đạo đoàn chiến sự của chúng con ngày càng tiến. Chúc hội đồng phục vụ giáo xứ Tác Xuyên và công đoàn nhường cha sứ của các quý vị cho giáo xứ chúng con. Một lần nữa chúng con xin được kính chúc và được kính chào xin biết đại đạo. Vâng, tôi cũng một lần nữa xin được cảm ơn tất cả hội đồng mục vụ giáo xứ cũng như mọi người trong giáo xứ Cát Xuyên. Bây giờ cũng là thời điểm đã tốt đẹp rồi. Qua nay thì cũng đã chào kiến nhau cả. Thì bây giờ thì tôi cũng cảm ơn và xin chào. Tôi xin theo phái đoàn này một nước. Tôi xin chào tất cả các bạn. Con được kêu gọi để thuộc về Đức Kitô, con được gọi mời làm tông đồ của Chúa, dành riêng để đến với muôn người, dành riêng để loan báo cho đời tin mừng của Thiên Chúa, đấng chính là tình yêu. Cho đời con được tuyển chọn làm linh mục của Chúa. Thần linh Thiên Chúa ngự trong con, lên tiếng báo tin vui cho đời, chăm sóc những chiên con nhỏ dại. Lòng hăng say của tuổi thanh xuân, ngài gìn những gian truân. Con được kêu gọi để thuộc về Đức Kitô, con được gọi mời làm tông đồ của Chúa, dành riêng để đến với muôn người, dành riêng để loan báo cho đời tin mừng của Thiên Chúa, đấng chính là tình yêu. Như cánh tay nối dài, con được tuyển chọn để lãnh đạo dân Chúa. Tình yêu Thiên Chúa ngự trong con, thương xót đứa con yêu hoang đàng, hâm nóng những con tim lạnh lùng. Được hy sinh
và được chung kiên là hạnh phúc vô biên. Con được kêu gọi để thuộc về Đức Kitô, con được gọi mời làm tông đồ của Chúa, dành riêng để đến với muôn người, dành riêng để loan báo cho đời tin mừng của Thiên Chúa, đấng chính là tình yêu. Trong bóng đêm cuộc đời, con được tuyển chọn làm đuốc hồng soi lối. Bàn tay Thiên Chúa ở bên con, dẫn dắt đám dân riêng của Ngài, khô ráo bước đi giữa biển đời. Hồn tôi ơi, nào mừng vui lên, vì này Chúa ngay bên. Con được kêu gọi để thuộc về Đức Kitô, con được gọi mời làm tông đồ của Chúa, dành riêng để đến với muôn người, dành riêng để loan báo cho đời tin mừng của Thiên Chúa, đấng chính là tình yêu. Như bánh thơm dịu nồng, con được tuyển chọn làm lễ vật dâng tiễn. Đời con xin đến vì anh em, chung tiếng hát ca khen danh Ngài, chung lối bước trên con đường dài. Lòng bao dung và tình yêu thương, này hạt lúa đang gieo. Con được kêu gọi để thuộc về Đức Kitô, con được gọi mời làm tông đồ của Chúa, dành riêng để đến với muôn người, dành riêng để loan báo cho đời tin mừng của Thiên Chúa, đấng chính là tình yêu. Tuy con bất xứng trước tiên nâng cao,
chỉ là khi cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Từ thuở xa xưa, Thái Dương kia chưa thành kiệt tơ, Ngài gọi tên con giữa muôn người phàm trần, cho con say tình yêu Chúa. Và nay con xin đến vâng theo thánh ý Ngài đã sai con. Con đây là linh mục được Chúa sai đi. Tuy con bất xứng trước thiên ơn cao, Chúa biết con chỉ là khi cụ của Chúa truyền giao giữa đời. Và từ bụi cho Chúa nâng con lên hàng khánh tướng. Một đời con xin đến với ai nghèo khổ, trông nom chi thể của Chúa, cùng hoa ca chung tiếng tôn vinh, chung hẹn ngài đầy Hãy
sao rực niềm tin với ánh mắt đồng lời nguyện xin trong con dân muôn ngàn y tình từng lời kinh hay từng cuộc sống cùng hòa chung trong tình hiệp nhất nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu hãy đón lấy một trời hợp ân hãy giữ lấy cả một mùa xuân Chúa thương ban cho người thế trần xin dâng lên cha tròn cuộc sống vì nào con biết lấy chi bao đền từ ngàn xưa cha đã yêu con cha gọi con giữa muôn người giờ đây con hân hoan bước đến nhất tâm luôn trung thành yêu Chúa một mình Chúa là vinh phúc trên trời cho bao nhiêu năm tháng phôi pha cho bao nhiêu u sầu vương lối nguyện đời con hằng vui sống bên Chúa trời
trời. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con thân con vươn lên thánh thánh, dâng tiếng cha sáng hồn chân tình như anh quan trang. Chưa bước tung gieo lời chân lý, bao thứ hoan muôn dân muôn trong ngày, ta ơn Thiên Chúa muôn ơn anh ngài đã
cộng đoàn, niềm mong mỏi từ bao lâu, ước vọng của chúng ta cũng như ước vọng của cha cựu xứ trước khi được Chúa gọi về, nay đã thành hiện thực. Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã đổ xuống trên toàn thể giáo xứ Mộc Đức chúng ta. Tạ ơn Thiên Chúa Mẹ Giáo Hội không bỏ chúng ta ngày nào. Hôm nay, trong niềm tin tưởng, cậy trông, yêu mến và tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta dâng thánh lễ để cầu nguyện cho cha cố Gioakim mới qua đời, cầu nguyện cho giáo xứ, cho cha tân chánh xứ được mọi ơn lành hồn xác để thực hiện điều mà mong ước của mọi người cũng như của giáo hội Chúa. Niềm vui ấy hôm nay chúng ta cùng với giáo xứ Mộc Đức hân hoan đón nhận cha tân chánh xứ, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ tổ tiên, các vị tiền nhiệm đã đi trước, ân thân nhân của toàn thể giáo xứ. Giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức nhận cha chánh xứ. Con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây con xin kính mời cha Giuse Phạm Văn Quang, thư ký quý cha hạt thức hóa, lên đọc thư bổ nhiệm. Xin kính mời. Tòa Giám mục Bùi Chu Xuân Ngọc Xuân Trường Nam Định, thư bổ nhiệm. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu nhờ hồng ân Thiên Chúa được Tòa Thánh đặt làm Giám mục Bùi Chu, sau khi đã tham khảo ý kiến và cân nhắc chiếu theo giáo luật điều 523 và các điều liên quan, bổ nhiệm cha Đa Minh Bùi Trung Thực làm cha xứ giáo xứ Mộc Đức, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Nguyện xin Thiên Chúa qua sự truyền cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban muôn hồng ân xuống trên cha trong chức vụ này, để giảng dạy, thánh hóa và quản trị giáo xứ theo tinh thần Chúa Kitô vì mục tử nhân lành. Bùi Chu ngày 22 tháng 4 năm 2023, Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu đã ký. Xin cộng đoàn đồng hòa tràng pháo tay để chúc mừng cha. Con xin kính mời cha quản hạt trao thư bổ nhiệm cho cha tân chánh xứ. Giờ đây con xin trân trọng kính mời cha tân chánh xứ lên tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Tôi linh mục Đa Minh Bùi Trung Thực, với đức tin vững vàng, tôi tin và tuyên xưng mọi điều và từng điều ghi trong kinh Tin Kính sau đây. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời Phong-siêu Phi-la-tô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Với đức tin vững vàng, tôi cũng tin mọi điều hàm chứa trong lời Thiên Chúa dưới hình thức Thánh Kinh và Thánh Truyền, và mọi điều mà giáo hội dạy phải tin như đã được Thiên Chúa mặc khải khi giáo hội dạy như thế. Bằng một phán quyết long trọng hoặc bằng giáo huấn thông thường và phổ quát, tôi cũng kiên quyết chấp nhận và tuân thủ mọi điều
và từng điều do giáo hội xác quyết liên quan đến giáo lý về đức tin và luân lý. Hơn nữa, bằng sự vâng phục đạo đức từ trong tâm trí và ý chí, tôi chấp nhận những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giám Mục Đoàn trình bày khi các ngài thi hành quyền giáo huấn chính thức dù không có ý định xác quyết. Tôi, Linh Mục Đa Minh Bùi Trung Thực, khi lãnh nhận nhiệm vụ cha xứ, giáo xứ Mộc Đức đây, hứa sẽ luôn bảo vệ sự hiệp thông với giáo hội công giáo bằng lời nói và việc làm của tôi. Tôi sẽ hết sức cẩn thận và trung thành chu toàn trách vụ đối với giáo hội toàn cầu, cũng như địa phương mà tôi được kêu gọi để phục vụ tại đây theo giáo luật quy định. Khi chu toàn nhiệm vụ ủy thác cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ giữ gìn nguyên vẹn, truyền đạt và làm sáng tỏ cách trung thành kho tàng đức tin. Vì thế tôi sẽ tránh xa bất cứ giáo lý nào trái nghịch lại. Tôi sẽ tuân hành cổ võ kỷ luật chung của giáo hội toàn cầu và tuân thủ tất cả luật lệ của giáo hội, nhất là những điều được ghi trong bộ giáo luật. Trong tinh thần vâng phục Kitô hữu, tôi sẽ tuân theo điều các vị chủ trăn khả kính công bố với tư cách tiến sĩ và thầy dạy chính thức về đức tin, hoặc quyết định với tư cách lãnh đạo giáo hội. Tôi sẽ trung thành hỗ trợ giám mục giáo phận để công việc tông đồ được thực hiện nhân danh và do ủy nhiệm của giáo hội trong sự hiệp thông với giáo hội. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin nước mà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa,
tay dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không hề khép kín từ tâm khi thấy con cái Chúa phải lầm than khôn khô. Chúa đã tỏ lòng thương chúng con vô ngần, nên chúng con xin dâng lời cam tạ và còn dám xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, hầu chúng con được luôn luôn vui mừng phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Sa-lô-môn đứng lên và cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel, chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã ban cho Israel dân Người được nghỉ ngơi, đúng y như Người Người đã phán, không sai một lời nào trong tất cả những lời tốt lành. Người đã dùng ông Mô-xê, tôi tớ Người mà phán, xin Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, ở cùng chúng ta như Người đã ở với tổ tiên chúng ta. Xin Người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta, nhưng xin hướng lòng chúng ta về với Người, để chúng ta bước đi trên mọi đèo đường của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta. Ước chi những lời ta khẩn khoản dâng lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở trước tôn nhan Người đêm ngày, để Người bênh vực quyền lợi tôi tớ Người và quyền lợi Israel dân Người, ngày này qua ngày khác. Như thế, mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi gieo các giới năn và tuân giữ các mệnh lệnh của Người như ngày hôm nay. Đó là lời Chúa. Trọn tình thương.
của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Ki-tô. Chúa chúng ta trong Đức Ki-tô, từ cõi trời Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người ta trở lên tinh tuyền thánh thiện. Nhờ tình thương của Người, theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng dạng Người, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Theo lượng ân sủng rất phong phú của Người, ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta, cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu, Người cho ta được biết thiên ý nhiệm bầu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô. Đó là thời gian đưa hồi viên mãn, là vũ trụ muôn loài trời đất dưới quyền một lãnh thủ là Đức Ki-tô. Cũng trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa là đấng làm lên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng dấu ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận đứa tỳ hèn mọn người đối thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, vâng lời cha quản hạt chủ tế và cha tân chánh xứ của anh chị em, lời thay lời cho quý cha đồng tế, tôi xin được chia sẻ lời Chúa với anh chị em ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, trong những cái sách ghi về lịch sử giai thoại của những danh nhân nổi tiếng thế giới, người ta có ghi đến một nhà văn người Mỹ tên là Mark Twain. Ông này sinh vào năm 1835 và chết năm 1910. Là một nhà văn khôi hài nổi tiếng của nước Mỹ và trên thế giới. Thực ra tên của ông đó là Samuel Benho Clement. Nhưng mà khi thấy ông viết văn nó hay quá, cái lời lẽ nó không những gây hài mà còn hài thâm thúy, hài châm chọc. Cái hài của ông không chỉ là niềm vui, cái điệu cười, mà còn những bài học về nhân quyền, về nhân bản của cuộc sống. Cho nên người ta gọi ông là Mark Twain, theo ngôn ngữ của những người đi tàu đó. Đó là nụ cái độ sâu gấp đôi này. Khi mà gặp cái biển sâu gấp đôi, người ta gọi là Mark Twain. Tức lời văn của ông không chỉ là niềm cười mà còn là một sự thâm thúy. Qua những tác phẩm, ví dụ như Điệu nhảy của con chim, nói lên những thói hư tật xấu, những trò ăn chơi xa xỉ của con người, hoặc là Hoàng tử và người nghèo, để so sánh hai cái cuộc sống giữa người giàu và người nghèo, người quý tộc và người dân thường. Người ta kể rằng có một lần ông đi dự tiệc, đang ngồi chung với những nhân vật nổi tiếng, đầu ông hơi bị sói tí. Thế có cái anh giúp việc, anh nóng ngóng thế nào đó mà anh để hất cái ly rượu vang lên đầu ông ta, ướt hết cả từ đầu xuống dưới, loang lổ đó. Trước sự hoảng sợ của anh ta và sự ngỡ ngàng của những khách dự tiệc, anh phục vụ này thì mặt xám xịt không còn hột máu. Cái nhà văn Mark Twain liền chữa, liền gọi anh ta lại: "Này anh bạn, anh tưởng rằng cứ đổ rượu vang lên đầu tôi là tóc tôi mọc ra hay sao? Anh đừng có lầm, tôi làm mấy lần rồi, tóc không mọc được đâu." Và như vậy mọi người vui vẻ, người ta chữa lành một cách rất tốt đẹp. Có lần ông bị hiểu lầm, ông đi đến bãi biển mướn một cái căn nhà để nghỉ ngơi. Thế rồi có con ngựa anh chàng nào đến ăn trộm mất. Ông đi hỏi khắp nơi, sao mà đứa nào lấy mất con ngựa của tôi. Gặp một cụ già, ông hỏi thế. Ông cụ bảo: "Này ông bạn, ở cái làng tôi người hiền lành lắm, không ai ăn trộm đâu. Nhưng mà hình như có một cái ông ấy mới đến mướn cái nhà ở ven biển kia kìa, coi chừng ông ta ăn trộm, ông đến hỏi ông ta xem." Rồi chính là nhà văn. Một lần khác ông đi diễn thuyết, người ta hỏi là: "Hôm nay có người diễn thuyết giỏi lắm, ông Mark Twain, ông hài lắm, chúng ta cố gắng mua vé đến xem." Thế người ta hỏi ông: "Này ông bạn, ông mua vé chưa?" Ông ta bảo rằng: "Tôi chưa mua vé." "Vậy thì không có vé, ông chỉ đứng suốt buổi diễn thuyết thôi." Nhà văn liền trả lời: "Đúng thế, mỗi một buổi Mark Twain diễn thuyết tôi toàn phải đứng thôi." Chính là nhà văn thường phải đứng để nói chuyện.
Qua câu chuyện của nhà văn Mark Twain, chúng ta có thể liên tưởng tới cuộc sống của các cha sở ngày hôm nay. Các cha sở với nhiệm vụ mà chúng ta vừa nghe bài sai của Đức Giám Mục thư bổ nhiệm đó, là giảng dạy, thánh hóa và quản trị giáo xứ. Nghe thì có vẻ dễ lắm. Các cha học bao nhiêu năm, đọc bao nhiêu sách đó. Giảng thì dễ, có gì đâu. Phải là cha là thiên biến vạn hóa, nói kiểu gì chả được. Hoặc thánh hóa thì giải tội, đánh lễ, ai chả làm được. Phải quản trị nhân sự trong giáo xứ, nhắm mắt cũng thể biết được mục đích là bao nhiêu người. Dễ, có gì khó đâu. Tuy nhiên mà thực hành thì khó vô cùng đời. Nếu cha chỉ giảng về thánh kinh, cứ lời Chúa mà giảng, anh chị em sẽ bảo rằng cha này chỉ nói chuyện trên trời, nói chuyện về cái đất nước Israel, chẳng liên quan gì đến giáo xứ của mình cả. Còn nếu cha giảng về đời sống của giáo xứ thì thôi rồi, cha lại đem chuyện nhà con ra cha giảng. Cha ghét nhà con, cha đưa chuyện nhà con ra cha điêu ríu. Cha giảng dài thì bảo rằng cha giảng quá dài, giảng ngắn thì bảo quá loa. Ngày xưa cha nói con nghe, ngày nay mà cha nói con chê lắm mồm, mới nghe đâu. Cho nên đủ mọi thứ chuyện ở trên đời này, chuyện có bầu trước hôn nhân, chuyện ngoại tình, chuyện kết hôn với người khác đạo, chuyện gia đình anh em lục đục, chia chai đất đai, chuyện bất hòa trong giáo xứ, biết bao nhiêu vấn đề cha phải liên tưởng. Ngày xưa người ta gọi là con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đàng xa mua mắm mua muối dỗ cha chú mèo. Ngày nay thì con mèo trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đàng xa, cô chuột đang đợi vào nhà đi anh. Ngươi ra là nó ngoại tình, ngươi ra là nó phạm tội. Anh em đục đục với nhau đủ thứ chuyện mà cha xứ cần phải giải quyết, cần phải giải thích, cần phải ôn hòa. Thế mà nói đụng đến là đủ thứ chuyện. Hoặc là bí tích cũng thế. Cứ mỗi một năm đến dịp các người ta có con đi xưng tội lần đầu, thêm sức hay hồn phối đó, là y kỳ có chuyện cãi nhau trong nhà xứ. Con người ta cũng học, tại sao nó được xưng tội, được thêm sức? Con tôi cũng đi học, tại sao không được? Cha xứ đành phải mở sổ ra, đây con của bà đây, đi học buổi đi buổi bỏ, điểm thì không đủ, kinh văn thì không học, sao được? Con người ta học cả 3 năm mới được một cái cấp, con bà mới học có hơn năm đòi xưng tội rước lễ, sao được? Biết gì đâu. Đấy là dân ta cãi nhau, ông cha này ông mỏi tiền, ông cha này ông khách dịch, ông cha này ông khó tính. Hôn phối cũng vậy thôi. Học giáo lý chưa xong, rao bảo chưa xong, cứ đòi cưới thì có bầu ở nơi rồi. Thế là cha xứ không cho, là kêu cha xứ khó tính nọ kia. Vào xưng tội thì chơi ngay câu đầu tiên, thưa cha con nghĩ con chẳng phạm tội gì cả. Thế ông này đạo đức quá thể, làm hồ sơ phong thánh thôi, thì suốt cuộc đời không phạm tội gì cả. Có bà đi xưng tội thì sẽ kể hết tội này tội kia. Ông nhà con uống rượu say về chửi con, đánh con, hàng xóm phá phách đủ thứ chuyện, kể lể mãi. Cha xứ ra việc đền tội, bà đọc 3 kinh kính mừng đền tội cho bà và 50 kinh đền tội cho ông ấy. Bà này dẫy nảy, sao lại cha lại bắt con phải đền tội cho chồng con? Từ nãy đến giờ tôi thấy bà xưng tội của bà thì ít, toàn xưng tội của chồng thôi. Tôi phải đền tội cho chồng, tôi cứ tội xưng ra là tôi ra việc đền tội. Nhiều khi giải tội oan uổng cho người ta cũng khó. Làm cha xứ không phải dễ đâu. Rồi quản trị giáo xứ nữa. Bây giờ mà thống kê giáo xứ có bao nhiêu người, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, năm nay rửa tội bao nhiêu người, kết hôn bao nhiêu người, bao nhiêu người còn đang đi học, giáo lý viên bao nhiêu, thiếu nhi bao nhiêu, dễ. Nhưng bắt đầu quản trị đến tài sản
nhà thờ có bao nhiêu bức tượng, bà tượng ngà voi, bao nhiêu bức tượng cổ, tài sản giáo xứ có bao nhiêu tiền, chi phí làm sao cho hợp lý, đóng góp bao nhiêu, bắt đầu đụng chạm đến quyền lợi, đụng chạm đến nghĩa vụ, đụng chạm đến luật của mọi người, bắt đầu mất quyền, mất lợi, đủ thứ chuyện xảy ra. Và như vậy, cha sở đó, đều phải chịu hậu quả. Cha sở ngày đi nhận nhiệm sở, thấy niềm vui, niềm nở, mọi người đều hớn hở, cha sứ cứ tưởng bở, sau đó gặp nham nhở, cha đành phải bỏ dở. Cha chánh sứ trở thành cha chán sứ mất rồi, hùng hoảng lắm. Cho nên nghe đọc bài sai, anh chị em cảm thấy nó bình thường, nhưng mà đặt trên vai rất nhiều người nặng nề. Và nhất là cha sở, làm sao để dung hòa mọi người lại với nhau, công bằng. Thiên vị một người đã khó, được lòng người này, mất lòng người kia. Ngay cả xin lễ mà dâng lễ cũng thế, người xin trước thì con xin dâng lễ riêng, người xin sau thôi cha ơi ta cứ góp vào cho con. Đọc vào không có ông bà ngượng ngại, ta bảo ngày dỗ bố dỗ mẹ con không xin lễ, đâu có cái việc xin lễ không, đã mất lòng người ta rồi chứ đừng có nói đến các chuyện khác. Cho nên chúng ta đón cha sở xứ nào cũng thế, chúng ta phải quỳ gối xuống để cầu nguyện cho Ngài, sao cho Ngài được dung hòa mọi sự giữa giáo luật về đức tin và luân lý. Ngài phải giữ và giữ lòng thương của anh chị em, để rồi dung hòa hai điều đó, ở giữa là cha sở, đều phải đem lại những niềm vui, sự bình an, hòa thuận, công bằng cho tất cả mọi người. Trở lại đến giáo xứ mục đích của chúng ta ngày hôm nay, sau gần một năm chúng ta cảm thấy trống vắng, chúng ta cảm thấy nhớ thương, cảm thấy cô đơn, cảm thấy rất buồn vì chúng ta không có cha xứ. Tuy rằng cha quản hạt các cha cũng đến dâng lễ liên tục, nhưng chúng ta vẫn còn nhớ thương và trống vắng. Cho nên Đức Cha đã gửi cha giáo Đại Minh Bùi Trung Thực về đây với chúng ta. Ngài cũng là cha giáo của Đại Chủng Viện, và Ngài là đặc trách về thánh nhạc của giáo phận, trưởng ban thánh nhạc của giáo phận. Chúng ta cầu nguyện và tin tưởng rằng Ngài sẽ bù đắp được sự trống vắng, cô đơn và tình thương nhớ của anh chị em. Tôi thấy hôm nay ca đoàn hát rất hay, và chắc chắn rằng cha giáo cũng đã nghe và thấy được niềm vui. Ở đây cũng có đất dụng võ, và tiếp tục việc ca hát thánh lễ chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn, để rồi Ngài cùng với chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cha nguyên chánh xứ Doan Kim tiếp tục các công việc mà cha giáo Doan Kim đang còn dở dang, đang thao thức và xây dựng giáo xứ, và cùng đồng hành với anh chị em trong đời sống đức tin, để chúng ta giữ vững đức tin trong các nghi thức tiễn biệt người quá cố, tiễn biệt cha giáo Doan Kim. Chúng ta vẫn đọc cái câu lạy Chúa xin cho chúng con còn ở lại, xin lấy lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, rồi hẹn đến ngày tất cả chúng con đều đoàn tụ bên vua muôn đời trong nhà Chúa Cha. Như vậy chúng ta cùng đồng hành với cha xứ mới, để chúng ta tiếp tục xây dựng giáo xứ. Chúng ta sẽ gặp lại tất cả mọi người, kể cả cha giáo Doan Kim, tổ tiên của chúng ta, và các cha xứ tiếp theo nữa, để rồi chúng ta cùng chung vui trong niềm bàn tiệc muôn đời trong nhà Chúa Cha, nơi Ngài đã dọn sẵn cho ta. Muôn thế chúng ta tiếp tục cộng tác yêu thương hiệp nhất với cha xứ của chúng ta, để chúng ta xây dựng giáo xứ mục đích ngày một tốt đẹp hơn. Hiệp ý với cha quản hạt quý cha, chúc mừng cha giáo Đại Minh Bùi Trung Thực đến một nhiệm sở mới, có niềm vui phơi phới và có niềm hăng say mới để tiếp tục xây dựng giáo xứ mục đích này một ngày càng phát triển tốt đẹp, giữ vững trong đời sống đức tin của chúng ta một ngày tốt đẹp hơn. Và xin cảm ơn cộng đoàn, và chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ trang điểm tạ ơn hôm nay. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa luôn yêu thương dân người và ban cho họ các vị mục tử để dẫn dắt họ theo đường lối Chúa. Trong tâm tình khiêm tốn này xin chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hội thánh hiến thế của Đức Kitô luôn có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn, để hội thánh được xây dựng và phát triển trong sự hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đối tương đến Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Cha Tôma giám mục giáo phận chúng ta. Xin người thương che chở và ban cho các ngài muôn hồng ân, để các ngài hướng dẫn đoàn chiên được Chúa trao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho giáo xứ chúng ta hôm nay hân hoan đón mừng cha sở mới. Xin Chúa liên kết cộng đoàn chúng ta trong tình yêu và sự hiệp nhất của những con cái Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho cha Đa Minh, cha sở mới của giáo xứ chúng ta. Xin Chúa thương gìn giữ và ban cho ngài muôn phúc nồng, để ngài cho toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa trao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin đoái thương nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho họ tràn đầy các ân huệ mà họ tin tưởng nài van. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban con một Chúa cho chúng con để cứu chúng con khỏi sự dữ và khỏi tay tử thần. Hôm nay xin vui nhận lễ tạ ơn của chúng con dâng tiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cầu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa trên trên là tiên sư Chúa sống đàn, Chúa tái kỳ Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tô Ma, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là cho cha Gioakim, các bậc tiền nhân, ân nhân, thân nhân của giáo xứ Mộc Đức chúng con, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nhờ Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng khi Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành và con xin tạ ơn. Anh kính cúi đầu, con xin tạ ơn.
dương nuôi hồn con. Được làm con Chúa phục mình, tình yêu con say luôn thanh thản, hồng phúc nhiệm màu trọn đời xin các vị sao. Cúi đầu con xin tạ ơn, con xin tạ ơn. Thành kính cúi đầu con xin tạ ơn. Tổ tiên mẹ cha với bao người thân, bình yên cuộc sống ấm êm, dù gặp nguy khó hay sướng vui, hạnh phúc gia đình ngọt bùi con sống an vui. Cúi đầu con xin tạ ơn, con xin tạ ơn. Thành kính cúi đầu cây. Trời em sông núi nắng mưa, ruộng nương tươi tốt đã nuốt ngậm, ngàn hoa bay màu, tình ngài ôi dân bao la. Cúi đầu con xin tạ ơn, con xin tạ ơn. Thành kính cúi đầu con xin tạ ơn, tạ ơn Thiên Chúa mẹ thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban bánh trường sinh để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và tăng cường sinh lực cho chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng dẫn cho đến khi đạt tới quê trời như lòng hằng mong đợi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Con xin trân trọng kính mời quý cha quản hạt, quý cha và cộng đoàn an tọa. Trọng kính quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, trong ngày hồng phúc cha Đa Minh nhận tân chánh sứ giáo xứ Mộc Đức, giờ đây con xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho giáo xứ Mộc Đức lên có đôi lời tri ân quý cha và quý cộng đoàn, xin kính mời. Trọng kính quý cha quản hạt, quý cha tân chánh sứ Đa Minh Bùi Trung Trực, quý cha hạt Bùi Chu, quý cha hạt Tức Hóa, quý cha giáo, quý cha quê hương, quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý dì, quý bề trên, quý ông bà cố, quý hội đồng mục vụ giáo xứ Cát Xuyên, quý hội đồng mục vụ cựu tân giáo xứ giáo họ, ban hành giáo giáo họ đền giáo xứ đền thánh Tức Hóa, ban hành giáo giáo họ Quất Thượng, thưa các quý vị khách quý gần xa trong và ngoài giáo xứ, hội đồng hương miền Nam, hội đồng hương Hà Nội cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trước hết chúng con xin tạ ơn Chúa. Trong thời gian qua, giáo xứ chúng con vắng chủ chăn, được Đức Cha giáo phận quan tâm, cha quản hạt thương, để quý cha trong và ngoài giáo phận tới dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ, cầu nguyện cho cha cựu xứ chúng con trong suốt ngày tháng qua. Nay được sự quan tâm của Đức Cha giáo phận bổ nhiệm cha Đa Minh Bùi Trung Thực về để coi sóc đoàn chiên giáo xứ giáo họ chúng con. Giáo xứ chúng con hân hoan đón mừng cha xứ mới, nay được quý cha quản hạt, quý cha trong hạt, quý cha đồng tế về tại giáo xứ chúng con hiệp dâng thánh lễ, tạ ơn Chúa cầu nguyện cho giáo xứ giáo họ chúng con rất sốt sáng. Con xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ xin chân thành cảm tạ và tri ân Đức Cha đã quan tâm đến giáo xứ chúng con. Con cũng xin chân thành cảm ơn cha quản hạt, quý cha cố, quý cha hạt Bùi Chu, quý cha trong hạt Tức Hóa, quý cha quê hương, quý cha đồng tế đã vì tình thương giáo xứ chúng con, quý cha đã đồng hành cùng cha tân xứ chúng con. Đồng tế thánh lễ tạ ơn Chúa cầu nguyện cho cha tân giáo xứ chúng con và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy phó tế, quý dì, quý hội đồng phục vụ giáo xứ Cát Xuyên, quý ông bà cố, quý khách gần xa trong và ngoài giáo xứ, hội đồng hương miền Nam, hội đồng hương Hà Nội, các đoàn hội cùng cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Tôi cũng xin cảm ơn các cấp chính quyền đã giúp đỡ giáo xứ chúng tôi tổ chức thánh lễ để mừng cha tân chánh xứ một cách tốt đẹp. Cuối cùng con xin kính chúc cha quản hạt, quý cha cố, quý cha trong ban đồng tế tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Con xin kính chúc cha tân chánh xứ có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và tràn đầy ơn thánh đức để cha chu toàn sứ mạng mà Đức Cha giáo phận đã trao phó cho cha. Con xin kính chúc quý thầy, quý dì, quý hội đồng mục vụ, các giáo xứ giáo họ cùng toàn thể cộng đoàn có nhiều sức khỏe, tràn đầy tình yêu thương và ân sủng của Chúa. Một lần nữa con xin thay mặt cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ xin kính chúc quý đầu đồng bái tạ. Ừ.
Mời ba vị đại diện lên trước ạ. Con xin kính mời quý cha. Vâng, mời ba vị lên trước đi. Ba vị đại diện cho giáo xứ Mục Đức. Tiếp đến con xin kính mời một vị đại diện cho giáo xứ Cát Xuyên lên chúc mừng cha Đa Minh. Xin kính mời. Xin kính mời một vị đại diện cho giáo họ Tô Ma giáo xứ Mộc Đức có lãng hoa chúc mừng cha Tân Chánh Xứ. Xin kính mời Hội đồng Hương Hà Nội giáo xứ Mộc Đức lên tặng hoa cha Tân Chánh Xứ. Xin kính mời hai vị đại diện đồng hương miền Nam giáo xứ Mộc Đức lên tặng quà cha Tân Chánh Xứ. Vâng, về chung chia niềm vui hôm nay, con xin trân trọng kính mời một cha đại diện cho quý cha trong hạt Bùi Chu có lãng hoa tặng cha Tân Chánh Xứ. Xin mời. Về chung chia niềm vui với cha Đa Minh hôm nay, con xin trân trọng giới thiệu cha quản hạt Thức Hóa lên tặng hoa cho cha Đa Minh. Con xin kính mời. Giờ đây để tỏ lòng tri ân quý cha quản hạt, quý cha và cộng đoàn, con xin kính mời cha Đa Minh Tân Chánh Xứ Mộc Đức có đôi lời với quý cha và cộng đoàn. Trọng kính quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy, quý dì, quý chức ban hành giáo đương cựu của hai giáo xứ, quý khách cùng toàn thể quý cộng đoàn. Thánh lễ hôm nay tại ngôi thánh đường cổ kính linh thiêng này thật là một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với bản thân con cũng như đối với cộng đoàn giáo xứ Mộc Đức. Vì thế, trong cái tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, con xin được ngỏ lời đôi dòng với tri ân với Đức Cha, quý cha cùng toàn thể quý vị. Trước hết, con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Cha Tô Ma giám mục giáo phận Bùi Chu. Trong sự quan phòng và chương trình của Thiên Chúa, Đức Cha đã trao cho con nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và quản trị giáo xứ Mộc Đức này. Tiếp đến, con xin chân thành cảm ơn cha quản hạt Du Xe đã quan tâm đứng ra lo liệu sắp xếp tổ chức chủ tế thánh lễ hôm nay, cùng với quý cha trong giáo hạt Thức Hóa đã vui lòng đến đồng tế thánh lễ và từ nay đón nhận con về đây sinh hoạt mục vụ cùng với quý cha trong giáo hạt này. Đồng thời, con cũng xin chân thành cảm ơn cha quản hạt và quý cha giáo hạt Bùi Chu đã đồng hành chia sẻ công việc mục vụ với con trong gần 8 năm qua. Hôm nay lại về đây cùng với quý cha liên hệ và giờ đây con cũng xin được tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới quý cha liên hệ. Tất cả quý cha ngày hôm nay đã đến đây đồng tế thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho con cũng như cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ.
Kính thưa quý thầy, quý dì, quý khách xa gần, đặc biệt là thưa quý chức và ban hành giáo đương cựu, cũng như tất cả quý ông bà, anh chị em giáo xứ Cát Xuyên, với tư cách là tân chánh xứ giáo xứ Mộc Đức, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị trong tình cảm thương mến và sự quan tâm ưu ái đối với tôi cũng như đối với giáo xứ nơi đây. Quý vị đã nhiệt tình hy sinh đến tận đây để hiệp ý dâng thánh lễ cầu nguyện, tạ ơn Chúa cầu nguyện cho tôi cũng như cho giáo xứ trong ngày trọng đại này. Kính thưa quý chức ban hành giáo đương cựu, quý ông bà, anh chị em giáo xứ Mộc Đức, phải nói rằng ngày hôm nay tôi và anh chị em gặp nhau ở nơi đây trong không khí tâm tình của ngày đại lễ này thật sự là một cơ duyên. Cơ duyên đến từ sự quan phòng của Thiên Chúa và nhã ý của bề trên giáo phận. Vì vậy, hy vọng rằng cơ duyên hội ngộ cha con hôm nay sẽ thật sự là một khởi đầu tốt đẹp để tất cả chúng ta cùng hiệp ý đồng lòng xây dựng giáo xứ Mộc Đức mỗi ngày một thăng tiến hơn trong đời sống đức tin và đời sống đức ái. Cuối cùng một lần nữa, con xin được chân thành cảm ơn tới quý cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì, cũng như tất cả quý vị. Xin tất cả quý cha cũng như cộng đoàn tiếp tục thương, nâng đỡ, cầu nguyện cho con cũng như cho giáo xứ, để giáo xứ tiếp tục được thăng tiến trong đời sống đức tin và đức mến từ ngày hôm nay. Một lần nữa con xin chân thành cảm tạ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.